Thưa quý vị, tiếp tục cập nhật về vụ việc người dân xã Tiên Minh, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng bày tỏ bức xúc về việc phải đóng lệ phí 100.000 đồng khi mà đổi chứng minh nhân dân 9 số, căn cước công dân 12 số sang thẻ căn cước gắn chip. Theo thông tin mà phóng viên chào buổi tối nắm được sau khi vào cuộc xác minh, Công an Hải Phòng khẳng định rằng có việc người dân ở Tiên Lãng đã phải đóng 100.000 đồng lệ phí làm căn cước công dân gắn chip và sẽ xử lý các trường hợp sai phạm. Theo kết quả xác minh ban đầu của công an thành phố Hải Phòng, sự việc xảy ra vào sáng ngày mùng 4 tháng 4 tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã Tiên Minh, huyện Tiên Lãng. Một cặp vợ chồng đến làm thủ tục cấp căn cước công dân gắn chip điện tử do bộ phận lưu động công an huyện Tiên Lãng thực hiện. Tại đây thì họ có đưa cho một công an xã bán chuyên trách lệ phí là 200.000 đồng. Số tiền này bao gồm cả lệ phí chuyển đổi từ chứng minh nhân dân chín số sang thẻ căn cước công dân có gắn chip điện tử của người vợ cấp lại căn cước công dân của người chồng và tiền dịch vụ chuyển phát nhanh. Họ không nhận được biên lai. Sau khi phát hiện vụ việc thu lệ phí không đúng quy định trên, thì công an huyện Tiên Lãng đã yêu cầu công an xã bán chuyên trách trả lại tiền thừa của người dân và các trường hợp khác tương tự nếu có. Hiện công an thành phố Hải Phòng đang tiếp tục chỉ đạo các phòng nghiệp vụ xác minh làm rõ và sẽ xử lý nghiêm các trường hợp sai phạm. Thưa quý vị và theo thông tư số 112 năm 2020 của Bộ Tài chính, công dân chuyển từ chứng minh nhân dân 9 số, 12 số hay căn cước công dân mã vạch sang căn cước công dân gắn chip thì mức thu lệ phí sẽ từ 30.000 đồng trên một thẻ căn cước giảm xuống chỉ còn 15.000 đồng. Người đổi giấy tờ tùy thân hoặc là hư hỏng, thay đổi thông tin cá nhân sang căn cước mới thì mức lệ phí sẽ giảm từ 50.000 đồng trên một thẻ căn cước xuống còn 25.000 đồng. Vâng và với những trường hợp cấp lại căn cước công dân bị mất được trở lại quốc tịch Việt Nam theo quy định của luật quốc tịch thì mức lệ phí là 70.000 đồng trên một thẻ căn cước công dân được giảm còn 35.000 đồng. Từ ngày 1 tháng 7 thì mức lệ phí cấp thẻ căn cước gắn chip được thu theo thông thường và sẽ không còn được giảm 50%.